Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2019, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin nổi bật sau đây. Trao bằng học bổng khuyến tài năm học 2018-2019. Tây Ninh phấn đấu thành lập 33 hợp tác xã trong năm 2020. Sâu hại phát sinh trên cây trồng tăng. Gò Dầu có 53 cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong chương trình có phóng sự xã Bến Củi sau 5 năm hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Phóng sự chung tay giảm nhẹ nỗi đau cho người khuyết tật. Cuối chương trình là một điểm tin cuối tuần. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm qua 5 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức lễ trao học bổng khuyến tài cho học sinh sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2018-2019. Tham dự buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Lê Minh Thành, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành đoàn thể và 82 em học sinh sinh viên đạt thành tích cao trong năm học 2018-2019. Tính đến quý 3 năm 2019, công tác khuyến học và phong trào khuyến học Tây Ninh tiếp tục được duy trì và phát triển toàn diện. Hoạt động khuyến học khuyến tài thu nhiều kết quả đáng trân trọng. Điển hình trong 9 tháng đầu năm 2019, hội đã trao 21.489 suất học bổng khuyến học khuyến tài với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng, tặng quà cho học sinh sinh viên khó khăn 29.679 suất và hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất một số trường học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Chúng ta trao cái học bổng khuyến tài cho các em mà có thành tích cao trong học tập cũng như là các em đổ vào các trường đại học, là thể hiện cái sự quan tâm của cấp ủy chính quyền của toàn xã hội đối với sự nghiệp chồng người, đồng thời cũng là hỗ trợ khuyến khích tạo điều kiện một phần về học bổng để giảm bớt những cái khó khăn trước mắt các em khi bắt đầu nhập học, cũng như là tạo cho các em có được một cái quỹ học bổng để khuyến khích các em, động viên các em học tập tốt hơn trong cái thời gian tới. Và không chỉ dừng lại ở cái các đợt trao học bổng, thì đối với Tây Ninh thì cũng trong những lĩnh vực mà tỉnh đang đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là thu hút nguồn nhân lực vào các lĩnh vực như là y tế, rồi giáo dục và một số lĩnh vực mà tỉnh đang cần, thì tỉnh có những cái chính sách thu hút nhân tài riêng. Đây cũng là một cái mà thể hiện cái sự chăm lo và cũng là cái điều kiện để giúp các em có điều kiện để vượt khó vươn lên, để thực hiện hiện thực quả được cái ước mơ hoài bão của mình, cũng như góp phần là đóng góp xây dựng cho quê hương đất nước. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng giấy khen và tiền thưởng cho 82 em học sinh sinh viên đạt kết quả cao trong học tập, đạt học sinh giỏi vòng quốc gia, đậu thủ khoa tốt nghiệp các ngành học, đỗ điểm cao trúng tuyển vào các trường đại học trên cả nước năm học 2018-2019. Với tổng số tiền được khen thưởng trên 160 triệu đồng, số tiền này được trích từ nguồn quỹ khuyến học khuyến tài do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ban liên lạc đồng hương Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh vận động. Em Nguyễn Phú Hương, tân sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Lê Kha, với thành tích đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia năm 2019, đại diện cho 82 em học sinh sinh viên tại buổi lễ chia sẻ cảm xúc. Dạ, đầu tiên thì em thực sự cảm thấy rất là vui, cũng như là thấy rất là tự hào. Tại vì là sau quá một cái quá trình nỗ lực và phấn đấu thì những cái kết quả của mình cũng đã có được một cái gì đó gọi là cái phần thưởng, không phải là quá lớn đâu, nhưng mà em nghĩ là không phải chỉ em mà đối với tất cả các bạn khác, nó là một nguồn động viên tinh thần rất lớn, rất ý nghĩa. Đây là nguồn vận động to lớn nhằm tạo điều kiện động viên cho các em học sinh sinh viên tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình trên con đường học vấn, đóng góp công sức trí tuệ để xây dựng gia đình quê hương ngày càng phát triển, góp phần hỗ trợ sự nghiệp giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh nhà. Thưa
Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 10, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện Gò Dầu đã tổ chức đoàn giám sát công tác giảm nghèo và thực hiện các chế độ chính sách từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019 đối với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện. Ông Nguyễn Chính Sớm, trưởng Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn. Tính đến hết tháng 8 năm 2019, toàn huyện Gò Dầu có 1.635 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo chuẩn trung ương là 1.257 hộ, chuẩn hộ nghèo của tỉnh là 378 hộ. Để giảm số hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ tín dụng cho hộ nghèo, hỗ trợ nhà ở, dạy nghề, giải quyết việc làm, chính sách bảo trợ xã hội, y tế và trợ giúp pháp lý. Cụ thể, đã phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội xét cho hơn 1.500 lượt hộ nghèo, học sinh, sinh viên và thanh niên vay ưu đãi số tiền hơn 29 tỷ đồng, xây tặng 87 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 4 tỷ đồng và sửa chữa 10 căn, phối hợp mở 14 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn và tạo việc làm cho gần 6.000 lao động, vận động trao tặng hơn 31.000 phần quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ Tết. Các chính sách bảo trợ xã hội, y tế và giáo dục được thực hiện đúng theo quy định kịp thời. Qua đó, hộ nghèo của huyện đã được kéo giảm xuống chỉ còn 0,2%. Mục tiêu năm 2020, tỉnh Tây Ninh phấn đấu thành lập mới 33 hợp tác xã và 10 tổ hợp tác, đồng thời giải thể 10 hợp tác xã yếu kém. Dự kiến lũy kế số lượng hợp tác xã năm 2020 là 153 hợp tác xã và 120 tổ hợp tác. Cụ thể, số lượng thành viên kết nạp mới hợp tác xã là 2.000 người và tổ hợp tác là 200 người, tăng thu nhập bình quân của hợp tác xã từ 350 triệu đồng một hợp tác xã một năm lên 380 triệu đồng một hợp tác xã một năm. Thu nhập bình quân của thành viên hợp tác xã 60 đến 65 triệu đồng một năm, của thành viên tổ hợp tác từ 55 đến 60 triệu đồng một năm. Khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác ở các lĩnh vực ngành nghề mới, các lĩnh vực kinh tế tiềm năng của tỉnh. Với mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai 5 giải pháp thực hiện, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện luật hợp tác xã năm 2012 và các văn bản có liên quan, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức đối với mô hình hợp tác xã, nhất là về các nguyên tắc, giá trị và bản chất của hợp tác xã, thay đổi nhận thức về mô hình hợp tác xã, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện có hiệu quả các chính sách được cụ thể hóa bằng các kế hoạch như đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, sáng hôm qua ngày 5 tháng 10, trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Lê Kha đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Những thói quen có ích và cách ứng xử với cha mẹ thầy cô cho hơn 900 em học sinh. Diễn giả chính trong chương trình là tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân, cố vấn cao cấp về giáo dục Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ châu Á - Thái Bình Dương ATY. Tại chương trình, tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân đã chia sẻ những bài học thực tế trong cuộc sống về thói quen có ích cũng như cách ứng xử của các em với thầy cô cha mẹ. Ông nhấn mạnh trong nhịp sống hiện đại ngày nay, nhiều bạn trẻ đã quên đi tình cảm tốt đẹp mà thầy cô gia đình đã dành cho bản thân mình và đôi khi vô tình làm tổn thương những người thân yêu nhất. Các em cần có sự thay đổi trong hành vi, rèn luyện thói quen và ý thức trách nhiệm, tổng hòa những yếu tố đó mới tạo ra sự chuyển biến tích cực bền vững trong các em. Hôm nay thì tôi được dự cái buổi sinh hoạt chuyên đề của thầy Nguyễn Thành Nhân nói về chuyên đề là những thói quen và cách hành xử của các em đối với thầy cô và cha mẹ. Thì qua buổi này thì tôi cũng nhận thấy đây là những cái nội dung là rất có ích đối với các em. Về phía các em thì tôi nghĩ sau buổi nói chuyện này các em sẽ suy nghĩ lại bản thân và có cách ứng xử tốt với thầy cô, cha mẹ, hoặc là sống có coi như là có trách nhiệm với gia đình, với bản thân. Và cũng là một cái nội dung để giúp cho các em để nhìn lại bản thân, nghĩ đến cái công ơn sinh thành của cha mẹ, thì từ đó các em nỗ lực để học tốt và làm người tốt. Những chia sẻ chân thật và tâm lý của tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân đã thu hút sự chú ý lắng nghe của các thầy cô, quý phụ huynh cùng các em học sinh. Nhiều em đã bật khóc vì xúc động. Sau khi mà tham gia cái buổi diễn thuyết của thầy thì em thấy rất là có ý nghĩa, vì trước đó
em đã làm rất là nhiều chuyện mà em nghĩ là mình không có lỗi với ba mẹ. Nhưng mà sau khi nghe thầy nói xong thì em thấy là bản thân mình rất là có lỗi. Thấy là ba mẹ đã hy sinh rất nhiều cho mình vì những cái ý nghĩa đó, nên là em cũng rất là mong muốn là có thể gặp lại thầy để thầy tư vấn và có thể giúp em được hoàn thiện cái nhân cách sống của em hơn. Em sẽ cố gắng cải thiện bản thân mình hơn và phải sống tốt hơn và có hiếu với ba mẹ hơn, không để là bản thân làm lỗi hay là sử dụng phung phí những cái tiền bạc mà ba mẹ đã tạo ra cho mình. Thật sự thì trong buổi nói chuyện của thầy Nguyễn Thành Nhân hôm nay thì em đã nghe rất là chăm chú, vì sau cái buổi này thì em đã có những cảm nhận trải nghiệm rất là quý báu, và trong từng cái lời chia sẻ của thầy thì em đã cảm nhận được, em đã thấy được bản thân mình ở trong đó, và em cũng có nhiều cái ngộ nhận về bản thân mình hơn. Thì em cũng cảm thấy là bản thân mình đã từng có lỗi, cảm thấy mình đã từng sai lầm với ba mẹ, và em tự nhủ bản thân mình phải hoàn thiện bản thân hơn. Một phần thì em phải cố gắng để hoàn thiện bản thân mình ngày càng giỏi giang hơn, và một phần nữa em phải có trách nhiệm với gia đình hơn, và em phải trân trọng những tình cảm ba mẹ dành cho em nhiều hơn. Đây là một trong các chương trình tương tác đầy ý nghĩa mà nhà trường tổ chức. Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, các em được trang bị thêm những kỹ năng sống, góp phần hoàn thiện nhân cách con người. Nhân dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Khương Quê đã trao tặng học bổng trị giá 10 triệu đồng cho em Phan Thị Thúy Anh, học sinh lớp 11, nguồn 1, có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Trong tuần, một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên 1.700 hectare, tăng so với tuần trước 540 hectare. Sinh và gây hại có diện tích nhiễm nhiều, chủ yếu trên cây lúa. Trong đó, cây lúa vụ mùa phát sinh trên 1.300 hectare nhiễm. Một số đối tượng gây hại chủ yếu là sâu cuốn lá, gây hại cho 557 hectare, tỷ lệ 3-10% tăng mạnh so với kỳ trước. Diện tích bị nhiễm bệnh có ở huyện Bến Cầu, Trảng Bàng và Châu Thành. Bệnh đậu ôn lá có 426 hectare nhiễm nhẹ, có ở các huyện Gò Dầu, Trảng Bàng, Châu Thành và Hòa Thành. Ngoài ra, các đối tượng như sâu đục thân, rầy nâu, bệnh bạc lá phát sinh với mật số thấp, diện tích nhiễm ít. Cây rau vụ mùa, diện tích nhiễm chủ yếu phát sinh gây hại trên cây dưa leo và cây khổ qua. Cây mì, vụ đông xuân 2018-2019, lũy kế đến ngày 1 tháng 10 năm 2019, diện tích nhiễm bệnh cảm lá còn trên đồng là trên 12.400 hectare. Cây bắp trên địa bàn tỉnh lũy kế đến ngày 1 tháng 10 năm 2019, diện tích nhiễm sâu keo mùa thu là 565 hectare nhiễm nhẹ, trong đó đã thu hoạch 400 hectare và diện tích nhiễm sâu hiện còn trên đồng 165 hectare nhiễm nhẹ, có ở huyện Dương Minh Châu. Ngoài ra, huyện Tân Biên phát hiện mới 2 hectare nhiễm với tỷ lệ sâu hại thấp, chưa đạt ngưỡng thống kê. Cán bộ kỹ thuật điều tra nắm sát tình hình sâu hại trên cây bắp và các loại cây trồng khác tại địa phương, hướng dẫn nông dân xử lý kịp thời. Thưa quý vị, từ một xã thuần nông, sau 5 năm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hiện nay xã Bến Củi của huyện Dương Minh Châu đã thay da đổi thịt, khoác lên mình một màu áo mới khang trang, xanh sạch đẹp, cuộc sống của người dân ngày một tốt hơn. Biểu hiện rõ nét nhất sau khi xã Bến Củi hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chính là sản xuất có định hướng, thu nhập của người dân ngày một tăng, hộ nghèo giảm dần qua từng năm, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Cơ sở hạ tầng về điện, đường, trường, trạm phục vụ thiết thực cho đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được đầu tư khá đầy đủ. An ninh trật tự được đảm bảo, cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh theo đề án số 04 của Mặt trận Trung ương. Với thế mạnh có trên 3.162 hectare diện tích đất nông nghiệp, chiếm 89,7% diện tích đất tự nhiên của xã. Trong những năm qua, người dân trên địa bàn xã Bến Củi đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất, duy trì ổn định diện tích trồng cây cao su, đồng thời trồng xen canh các cây trồng ngắn ngày như bắp, đậu phộng để tăng thêm thu nhập. Bên cạnh đó, một số hộ dân trong xã có sẵn chuồng trại và kinh nghiệm chăn nuôi đã mạnh dạn thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản, nuôi dê bách thảo để phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao mức sống. Năm nay bắt đầu nuôi thì 9 con dê cái á, thì một năm thu nhập chắc ở khoảng tương đương với 40 triệu. Cũng có ý định là 2 năm sau có thể xây lên, mở thêm chuồng trại thêm. Có thể nuôi lên chắc khoảng 30 con dê nái.
Sau khi đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2018, xã Bến Củi tiếp tục triển khai thực hiện mô hình khu dân cư kiểu mẫu với nội dung vận động toàn dân treo cờ theo một quy cách. Vận động nhân dân ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, thực hiện tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, trồng qua các tuyến đường trong khu dân cư. Đến năm 2019, mô hình được hoàn thiện và bổ sung thêm nội dung trang bị thùng rác tự quản cho các hộ dân trong khu dân cư. Đến với Bến Củi hôm nay, ngoài những con đường rợp bóng cây xanh mát còn tô điểm thêm bởi những thùng rác tự quản. Thay vì những bọc rác để trước cổng nhà hoặc dứt bừa bãi gian đường trong khu dân cư sẽ được bỏ gọn gàng ngăn nắp vào thùng rác tự quản, chờ đơn vị lấy rác đến thu gom. Một thùng rác tự quản hoàn chỉnh có giá 135.000 đồng do người dân tự đóng góp. Số tiền này không lớn, song lại có thể làm sạch từ trong nhà ra tới đường làng ngõ xóm, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Trước đây thì chưa có thùng rác tự quản, thì các khu dân cư là sử dụng bọc ni lông để treo trước cửa hàng rào, để khi mà tổ thu gom rác người ta gom thì bây giờ rất là bất tiện. Nhiều lúc mà rơi vãi ra được hoặc là rồi súc vật sẽ cắn xé cái bọc rác đó làm ô nhiễm môi trường. Thì từ khi có mà xây dựng cái mô hình thùng rác tự quản thì cái rác thải khu dân cư là đều được gom sạch sẽ. Sau khi mình thực hiện nâng cấp thì hiệu quả của trong tham gia xây dựng nông thôn mới thì hiện nay thì các tuyến đường trên địa bàn của xã, đặc biệt là ở ấp 2 là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thì các tuyến đường thì nó sạch sẽ hơn, xanh mát, rồi hoa thì cũng đã nở rất đẹp, rồi người dân thì tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cũng như là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, và tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh. Sau 5 năm cán đích xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền xã Bến Củi cũng xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Việc nâng cao chất lượng các tiêu chí chính là mục tiêu hàng đầu luôn được quan tâm. Trong đó, địa phương tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển đời sống văn hóa nông thôn, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và y tế, nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, giữ vững an ninh trật tự xã hội. Số lượng người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa tham gia cai nghiện còn nhiều. Đây là một thực trạng đáng được báo động. Theo thống kê của ngành chức năng, đến nay số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn tỉnh là hơn 5.000 người. Tuy nhiên, chỉ có hơn 1.200 người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tại cộng đồng, cai nghiện bằng methadone ở các cơ sở trên địa bàn tỉnh. Điều đó cho thấy còn hơn 3.800 người nghiện chưa tham gia cai nghiện bằng bất cứ hình thức nào. Những người nghiện trong số này, họ có thể cai nghiện ở các cơ sở khác ngoài địa bàn tỉnh, nhưng chắc chắn số lượng là không nhiều. Một số liệu khác cũng gây lo ngại là số lượng người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa. Trước đây, nữ giới ít có người nghiện, nhưng gần đây, số lượng nữ nghiện ma túy ngày càng nhiều. Thì nhìn chung số người nghiện ma túy là đa số là thanh thiếu niên, số trẻ, chiếm trên 80%, số thanh thiếu niên là rất là trẻ. Thì cái này cũng do nhiều cái nguyên nhân. Nguyên nhân dẫn đến là người nghiện, số thanh thiếu niên để sử dụng ma túy thì có nhiều cái nguyên nhân. Trong đó thì do gia đình, thứ nhất là gia đình quản lý con cái thì lỏng lẻo, nuông chiều, rồi là không có là kịp thời để quản lý con, rồi không giáo dục. Hay là những gia đình là cha mẹ không còn, cha mẹ ly thân, rồi con cái cũng không có nghề nghiệp. Ngành công an sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch cao điểm, huy động ban ngành chính quyền địa phương đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Thưa quý vị, trong 9 tháng năm 2019, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Gò Dầu và các xã thị trấn đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra và xử phạt các cơ sở với số tiền 27 triệu đồng do vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 568 cơ sở kinh doanh sản xuất về bánh mứt, nước giải khát, nước chấm, nước đá, thực phẩm, cửa hàng ăn uống, các mặt hàng tươi sống trên địa bàn huyện, qua đó phát hiện 53 cơ sở có vi phạm. Các nội dung vi phạm chủ yếu gồm về tiêu chuẩn sức khỏe, vi phạm quy định về xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
vi phạm quy định về điều kiện trang thiết bị, dụng cụ, ghi nhãn thực phẩm. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 18 cơ sở, tiêu hủy 10 sản phẩm. Thông qua các hoạt động này, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò tác dụng của thực phẩm đối với sức khỏe con người. Quý vị thân mến, giảm nhẹ nỗi đau cho người khuyết tật là một trong những phương pháp giúp cho người khuyết tật giảm đau đớn về mặt thể chất, bớt căng thẳng về mặt tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật và cả người nhà của họ. Phóng sự sau sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về phương pháp chăm sóc giảm nhẹ, từ đó cùng nhau chúng ta giảm nhẹ nỗi đau cho người khuyết tật và mở ra cho họ một cơ hội mới hòa nhập với cộng đồng. Ngày chúng tôi đến thăm anh Hà, anh nằm trên một chiếc giường tre đặt trước nhà thui thủi một mình. Anh Hà năm nay đã 40 tuổi, anh bị chẩn đoán bại não từ lúc sinh ra. Mọi sinh hoạt hàng ngày của anh Hà đều gói gọn trên chiếc giường tre. Em uống á thì cũng như nấu mì hay cơm vậy, thì tự mình không chứa mà ăn. Sống với hai đứa cháu này, đứa 9 tuổi, đứa 10 tuổi. Với thằng em nay là 35 tuổi, thì cũng làm mướn. Bản thân anh á thì mong muốn sao mình được sống lâu với con cháu là được rồi. Cái điều kiện mà mong muốn khác nữa chứ không có được. Có cái xe này á, thì anh có đi qua tới bên bà nội với ông bác là có, qua bà chơi thì có. Cái đó mình thấy thì vui khác hơn trong nhà. Đó là những cảm nhận của anh Hạ từ ngày anh được Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam tại Tây Ninh phối hợp với Sở Y tế chọn làm đối tượng chăm sóc giảm nhẹ ngay tại nhà. Đều đặn hai lần trong tuần, nhóm tình nguyện viên sẽ xuống nhà hỗ trợ anh Hạ. Thì cô ở ba gần nhà đây, rồi cô cũng yêu tổ tự nguyện nên cô thường xuyên tới đây để coi nhà Hạ. Thí dụ như không có người mà dọn dẹp đồ, cô tới cô phụ nó vậy. Chỉ là cô dạy cho mấy cháu đặng biết cách dọn dẹp. Nó thấy mà mình tới mà lo được vậy nó cũng mừng lắm, nó cũng vui vẻ lên. Chăm sóc giảm nhẹ là chăm sóc cho những ai mắc các bệnh hoặc khuyết tật nặng mà cần sự giúp đỡ, làm giảm đau khó khăn, giảm sự khó khăn cho họ những thời điểm nhất định. Ví dụ như là những người khuyết tật, góp phần giúp cho họ bớt đau đớn và cũng như là nâng đỡ họ trong những thời điểm như vậy. Còn trong nguyên tắc mà giúp cho họ đó thì chúng ta tập trung các lĩnh vực, ví dụ về mặt gọi là thể chất thì giảm đau đớn nè, rồi vấn đề là tinh thần làm sao cho tôi bớt lo âu, ta có cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Rồi về mặt tâm linh, họ băn khoăn, có những suy nghĩ về cái cuộc sống này kia thì ta là giúp cho họ vượt được các khó khăn. Thông thường nhân viên y tế chỉ tập trung vào các vấn đề thuộc về cơ thể, bệnh tật và điều trị, nhưng con người không chỉ đơn thuần cần có thể chất mà còn có hoạt động trí óc, trạng thái tinh thần và tình cảm. Vì thế, với những người khuyết tật đòi hỏi thời gian điều trị rất dài, thì việc băn khoăn, đau khổ về tâm lý và tinh thần là điều khó tránh khỏi. Đôi khi lo âu, suy sụp tinh thần còn tác động xấu hơn tới bệnh tật. Vì thế, việc chăm sóc giảm nhẹ người khuyết tật không chỉ cải thiện bệnh tình mà còn tạo tinh thần tốt hơn, tránh lo lắng, sợ hãi, buồn chán và giận dữ. Những người làm công việc chăm sóc giảm nhẹ cũng được dạy điều căn bản nhất là không bao giờ nói chúng tôi không thể làm gì được nữa. Và khi dành tâm huyết với công việc để có thể đem lại sự cải thiện không ngờ về tình trạng của người khuyết tật thì đó là cả một quá trình cố gắng của người tình nguyện viên. Phải nói là cái công tác chăm sóc giảm nhẹ thì trước giờ nói chung là địa phương cũng chưa quan tâm, nhưng mà trong thời gian gần đây thì được cái dự án hỗ trợ người khuyết tật phối hợp với lại cái phối hợp Sở Y tế thực hiện kế hoạch giúp đỡ phục hồi chức năng cho người khuyết tật thì đã đào tạo tập huấn cho 16 cộng tác viên và bước đầu và can thiệp giúp đỡ cho 16 bệnh nhân khuyết tật nặng, giai đoạn nặng. Để được làm được chuyện này thì ngoài cái chuyện mà phải tập huấn kiến thức, nhưng mà cái lòng nhân ái của cộng tác viên là rất quan trọng.
thì khi những cộng tác viên có một cái lòng nhân ái như thế, thì khi lĩnh hội được những kiến thức về chăm sóc giảm nhẹ cho người khuyết tật thì người khuyết tật sẽ được hưởng lợi. Trong 4 năm, từ năm 2015 đến nay, Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam tại Tây Ninh đã hỗ trợ tổ chức đào tạo y khoa liên tục về phục hồi chức năng vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu và âm ngữ trị liệu cho 31 bác sĩ, 37 kỹ thuật viên, cung cấp dụng cụ hỗ trợ chân tay giả, nạn, nẹp, xe lăn, xe lắc cho 250 người khuyết tật, hướng dẫn và theo dõi tập luyện phục hồi chức năng tại cơ sở y tế và tại nhà cho 1.091 người khuyết tật. Khi được bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng, những cán bộ, nhân viên y tế thôn bản, tình nguyện viên các trung tâm phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, nạn nhân chất độc da cam và người chăm sóc người khuyết tật đã không còn lo lắng về những tình huống khó khăn vẫn thường gặp. Họ kiểm soát được triệu chứng của người khuyết tật, biết dỗ về, ân cần hỏi han, lắng nghe người khuyết tật, tiếp thêm sức sống mỗi ngày cho họ, chứ không phải chỉ thêm ngày cho việc sống. Đó cũng chính là mục đích mà phương pháp chăm sóc giảm nhẹ tại nhà của Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam tại Tây Ninh muốn hướng tới. Quý vị thân mến, thời lượng còn lại của chương trình thời sự tối nay sẽ dành cho một điểm tin cuối tuần. Tuần qua, tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh gồm ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Đại tá Hoàng Đình Chung, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu 7, ông Huỳnh Thanh Phương, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, ông Trịnh Ngọc Phương, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tân Biên, đã có buổi tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Sau khi ghi nhận các ý kiến của cử tri, các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh đã tham gia giải trình một số ý kiến kiến nghị của bà con cử tri, đồng thời ghi nhận những ý kiến để trình trong kỳ họp sắp tới. Sáng ngày 3 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 46 phiên thường kỳ, bàn và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý tư năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, ông Phạm Biết Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các địa phương, đơn vị đã đạt được trong 9 tháng năm 2019. Đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị và những kết quả mà ngành giáo dục đã đạt được trong thời gian qua. Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019, Bí thư tỉnh ủy Phạm Viết Thành yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, rà soát các dự án lớn để đánh giá lại kết quả hoạt động và đề ra các biện pháp thực hiện trong thời gian tới. Sáng ngày 3 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định 7 đồng chí tham gia làm Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020, gồm ông Lê Thành Công, Bí thư huyện ủy Gò Dầu, ông Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy, Đại tá Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an tỉnh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư huyện ủy Châu Thành, ông Nguyễn Nam Hưng, Bí thư huyện ủy Hòa Thành, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh và ông Phan Huỳnh Quốc Vinh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Sáng ngày 4 tháng 10 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp bất thường. Đến dự có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Phan Thị Điệp và ông Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Sau khi thảo luận cho ý kiến đối với các tờ trình, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 4 nghị quyết chuyên đề và hoàn thành kỳ họp. Các nghị quyết được thông qua gồm: nghị quyết về việc sáp nhập các ấp thuộc xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu; nghị quyết thông qua chủ trương thành lập thị xã Hòa Thành và các phường thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh; nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; nghị quyết thông qua chủ trương thành lập thị xã Trảng Bàng và các phường thuộc thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Cụ thể, sau khi lên thị xã, Trảng Bàng sẽ có 6 phường nội thị gồm An Tịnh, An Hòa, Lộc Hưng, Gia Bình, Gia Lộc và Trảng Bàng. Các xã ngoại thị gồm Hưng Thuận, Đông Thuận, Phước Bình. Đối với Hòa Thành, sau khi lên thị xã sẽ có 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 4 phường Long Hoa, Hiệp Tân, Long Thành Bắc, Long Thành Trung.
và 4 xã Trường Hòa, Trường Đông, Trường Tây, Long Thành Nam. Sáng ngày 30 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất các chi cục thuế để thành lập các chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 cục thuế tỉnh và thành phố. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Tây Ninh có ông Phạm Văn Tân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Phong, Cục trưởng Cục thuế Tây Ninh. Đến hết tháng 9 này, Tổng cục thuế đã hợp nhất được 401 chi cục thuế thuộc 61 cục thuế tỉnh và thành phố, giảm 211 chi cục thuế và 1.500 đội thuế. Được sự ủy nhiệm của Tổng cục thuế, ông Nguyễn Văn Phong, Cục trưởng Cục thuế Tây Ninh đã trao quyết định thành lập mới chi cục thuế khu vực Hòa Thành, Dương Minh Châu và trao quyết định ông Phạm Đình Huy là chi cục trưởng và 6 chi cục phó chi cục thuế khu vực Hòa Thành, Dương Minh Châu. Trong 2 ngày, ngày 2 và ngày 3 tháng 10 năm 2019, tại Hội trường tỉnh ủy Tây Ninh, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 33 đại biểu tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 7, hiệp thương chọn cử 13 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 7 đã họp phiên đầu tiên chọn cử 11 đại biểu tham gia Ban thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 7. Ông Võ Quốc Khánh tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2019-2024. Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã khen thưởng cho một tập thể và 4 cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh khen thưởng cho 2 cá nhân. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh khen thưởng cho 9 tập thể và 5 cá nhân. Có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2014-2019. Chiều 30 tháng 9, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đối với 91 đồng chí, trong đó có 65 đồng chí được điều động giữ chức vụ trưởng công an xã, 24 đồng chí được điều động giữ chức vụ phó trưởng công an xã và 2 đồng chí công an viên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Chí Linh, người chồng bạo hành vợ dã man ở xã Suối Dây. Căn cứ Điều 36 và Điều 179 Bộ Luật Tố tụng Hình sự ngày 29 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Chí Linh, 33 tuổi, để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Căn cứ Điều 36 và Điều 179 Bộ Luật Tố tụng Hình sự ngày 29 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho tại ngoại đối với Phạm Chí Linh, 33 tuổi, ngụ ấp 7 xã Suối Dây, huyện Tân Châu, để điều tra làm rõ tội cố ý gây thương tích. Theo quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu, ngày 13 tháng 9, Linh đẩy vợ là chị Trần Thị Tuyết Mai, 31 tuổi, xuống hồ bơi kinh doanh của gia đình tại ấp 7 xã Suối Dây. Linh đã bóp cổ, nhấn đầu chị Mai xuống nước nhiều lần, đánh chị Mai gây thương tích với tỷ lệ là 5%. Chị Mai đã có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi của chồng. Ngày 3 tháng 10, Công an tỉnh Tây Ninh sơ kết 2 tháng thực hiện đợt cao điểm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua 2 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm, từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 đến 14 tháng 9 năm 2019, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức gần 14.000 ca tuần tra kiểm soát giao thông, phát hiện và lập biên bản xử phạt gần 13.000 trường hợp vi phạm. Dịp này, Công an Tây Ninh tặng giấy khen cho 9 tập thể và 37 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Với mong muốn giới thiệu các đặc sản đến từ vùng miền trên cả nước, sáng ngày 5 tháng 10, khách sạn 5 sao Grand Sài Gòn tổ chức chương trình ẩm thực vùng miền của Việt Nam. Tỉnh Tây Ninh tham gia chương trình với các đặc sản bánh canh, bánh tráng trắng bàng, bắp bò nướng cuộn rau rừng và rượu đông trùng Hạ Thảo, Hoàng Ngọc, Bảy Nga, Tây Ninh. Đây là dịp để các doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến và giới thiệu đặc sản Tây Ninh đến đông đảo mọi người, tạo động lực thúc đẩy phát triển thương hiệu địa phương cũng như du lịch tại tỉnh nhà. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.
Quý vị có thể xem lại các chương trình thời sự của đài chúng tôi trên kênh YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.